cách chỉ cho các bạn làm nghĩa là bảo quản cái ví của mình á, để cho người ta phải có scan, người ta ăn cắp nghĩa là những dữ liệu về bank card của các bạn, hay là hay như là passport của nó đó. Mình nó kêu là nghĩa là cái cảm ơn các bạn đã theo dõi.